Việt Phú xin trân trọng kính chào tất cả quý vị các bác đã quay trở lại với kênh của Việt Phú. Hôm nay em có đi được một quán ở rất là xa chỗ em và có một số người bạn bè anh em trên này giới thiệu em đi lên đây quay cho các bác xem. Nếu các bác có nhu cầu thì em sẽ mua. Ở đây có rất nhiều đồ giải mã giá rẻ, rất nhiều giải mã và em đi tìm rất lâu ở quán dưới chỗ em thì không hề có. Đấy, các bác có thể thấy được này, rất nhiều giải mã luôn. Đây, giá rất rẻ. Đầu tiên em sẽ quay trước từ bên trái sang phải cho các bác xem, trên xuống dưới cho các bác xem. À, ở đây thì nó có một cái sân xui. Sân xui này là sân xui 6TU607 này. Con này thì bảo hành 3 tháng, xuất từ 1981, 80 decibel, 70 MHz, à 76 MHz, 90 MHz. Con này thì khá ok, còn rất đẹp. 981 đẹp thế nhỉ. Còn có giá 2,5 triệu, bỏ con này nó khoảng tầm 4 cân, 5 cân thôi. 5 cân rồi, nào rất là rẻ, tầm hơn 1 triệu nữa. Thì 2,2-3 thì đến 1 triệu, 3,3 triệu, dần đang quanh ship bên này nữa, khoảng tầm chưa đầy 3 triệu một con như này. TU607 nha các bác. Đây có các kênh của nó để bắt tiếng này, FM các thứ này, tăng giảm âm lượng các thứ này. Ở dưới đó là một con Maran RS6004. Con này có HDMI, HDMI các thứ, xuất lực 2 kênh và 4 kênh. Đấy ạ. Con này giải mã 7.1 nha. Vừa là âm ly AV, giải mã 7.1. Có giá là tầm 8 triệu hơn. Đấy thì vậy, con này nó khá nặng. Ủa rồi, con này vận chuyển về thì tiền tiền vận chuyển nó bằng nửa tiền hàng nữa. Khá đắt nên là em cũng không khuyến khích lắm việc để mua những con hàng nặng như này. Ở dưới đây là một con Yamaha khác. Con này cũng khá nặng. Và một con 5.1 của Yamaha RX-V475. Con này có giá 3,5 triệu nha các bác. Con này nặng khoảng tầm 10 cân. Hơn 10 cân. Thì trên này là có network vào này. Đây này là có phone cinema xem phim các thứ này, audio video kết hợp và xem phim này, rất là tuyệt vời. Con này là một trong những cái con có công suất khá là ok của thằng Yamaha. Thì nó sản xuất năm 2013. Đây, và giá của nó bây giờ là 3,5 triệu chưa kể ship. Mà nó có gồm remote điều khiển, có bị xước và bị bẩn vì hàng cũ không thể tránh được, rất là đẹp. Bác nút vẫn còn ok. TV này, net radio này, input tone, network, rất nhiều tác dụng. Còn là vì là 5.1 giải mã 5.1 công suất đầu ra là 80W. Dưới nó là có một phía đằng sau nó, em không quay được xem sản xuất ở đâu. Hay bác nhiều lúc các bác hỏi là quay đằng sau để xem xuất đâu thì cũng hơi khó, có thông cảm nhé. Hàng quán người ta chứ không phải là ở trong nhà mình, nó hơi khó. Và tiếp theo phía dưới nó là một con Onkyo, cũng giá rất là rẻ, giá 3,5 triệu. AV Ampere 7.1, sản xuất năm 2006, bảo hành 3 tháng, bỏ giấy thuyết minh, AC đi kèm và điều khiển dây nguồn. Ở đây thì nó có vừa xem phim này, cinema filter này, rồi stereo listen mode này. Nó có ghi ở đây là digital DRDPL, nhà viết tắt. Thì con này nó kiêm luôn cả âm đi xem phim, AV audio video em phim nghe nhạc. Nó đẹp quá, 3,5 triệu một con Onkyo này. Ôi, nó nặng lắm, nó nặng lắm. Nó là vì nó trồng con này nữa nên càng nặng. Con này chắc phải tầm hơn chục cân. Rất đẹp. Rồi, tiếp theo một con Yamaha rất là tuyệt vời. Con Yamaha AD100 6.1 và 5.1 à. 5.1 2001. Có giá khoảng 1,2 triệu. Rẻ thế. Nó tuyệt vời. Digital rồi, và có nút đây. Giải mã Yamaha AD100 rất rẻ, quá đẹp.
quá đẹp. Nó nhẹ, em sẽ quay đằng sau xem nó năng suất đâu cho bác xem, để nó tăng thêm cái độ khách quan của sản phẩm Made in Japan này các bác này. 100W 100W này đấy, quá tuyệt vời. Có dây nguồn và dây kết nối đi kèm, và dưới nó là một con Sony, gọi là ông trùm của ngành, của trong cái lĩnh vực giải mã, STR V626. Giá mới của nó 10 triệu cơ, nhưng giá cũ của nó giờ bán là 2 triệu à, mẹ thế. Con này là giải mã 5.1, sản xuất đời năm 1999. Đấy, có điều khiển đi kèm, nguôi nguồn, và tất nhiên là không tránh được xước và những vết bẩn không đáng kể. Digital Audio Video Control Convert này, giải mã nha bác, có rất là nhiều các cái phím chức năng, có 5.1 input, sub, EQ các thứ, master volume, đây, EQ riser và bass boost. Thì đây là một con giải mã khá là tiếng tăm của Sony những cái năm về trước. Tuy nhiên bây giờ thì nó đã không còn phải là đời mới nữa rồi, và giá nó thì bây giờ còn rất là rẻ, 1.2 triệu, quá rẻ cho một em giải mã. Nhưng mà con này thì nó có thể nặng đến tầm chục cân, thì cái tiền hàng nó sẽ là bằng một nửa tiền vận chuyển, khá đắt. Và tiếp theo bên dưới 5.1, ở đây thì con này đã sản xuất năm 2002, xuất lực 70W 5.1, có điều khiển đi kèm và bảo hành trong vòng 10 ngày. Thì có khá nhiều chức năng, các kênh signal, và có vẫn được bọc trong túi bóng. Nút này sao lại nó không dính vào luôn. Này là nút, là không phải là nút tích như cái nút ở trên này. À, không sao, con này rất là đẹp, quá tuyệt vời. Cũng giá 1.2 triệu, chưa vận chuyển, con này nặng tầm chục cân. Đấy, thì tiền hàng nó cũng bằng một nửa tiền ship, thì vẫn quay cho bác tham khảo là chính, nhưng còn vận chuyển nó thì không khả quan lắm. Ở dưới đây là một con Yamaha DSP AX3200 khác. Con này thì có giá đắt hơn, tầm 2.8 triệu. Con này thì 6.1 DSP AV âm bự luôn, nó là một âm ly nghe nhạc xem phim 6.1. Các cái phụ kiện nó có điện, là dây điện đi kèm, là cục cửa adapter AC và cái điều khiển. Sản xuất năm 2001, bảo hành 3 tháng. Natural Sound AV âm ly DSP AX3200. Đấy thì rất đẹp, vẫn còn mới khoảng tầm hơn 90% luôn, tuyệt vời. Và Nhật dùng hàng giữ rất mới, đi bán bọc kín vào để đi bán này thì nhìn là mê. Và phía dưới nó một con khác DSP AZ1 âm ly AV luôn. Con này thì 130W và 6 ohm nha bác, có đầy đủ hết phụ kiện giấy tờ đi kèm, và nó là gần như là mới chưa sử dụng, rất đẹp, rất mới. Đây có ghi là Digital Pro Logic này. Đây, nói chung quán này rất nhiều giải mã, em cũng rất là bất ngờ vì đến đây giải mã nhiều hơn cả đầu. Tiếp theo từ dưới lên, Liên Đông ABC 1550, con này giá 1.2 triệu, rất đẹp, với khoảng tầm 90% hơn 90%. Con này là âm ly nghe nhạc xem phim, có giấy chứng minh đi kèm, có thất lực là 70W cộng với 70W. Con này có giấy chứng minh đi kèm, có điều khiển luôn. Nó có rất nhiều cái chức năng CD, rồi là kết nối TV, kết nối đầu vào DVD, có cả các cái màn hình trên này thì nó có hiện luôn các cái kênh signal cũng như là input output luôn, rất đẹp. Các chức năng nghe nhạc ra rồi, momo rồi, rock, rất nhiều chức năng để nghe. Rất đời 2001, có giá 1.2 triệu, rất rẻ, rất đẹp. Và các đại con trên này HDMI của Onkyo TX SA604, có giá của nó là 2.2 triệu tí, 2.3 triệu đấy, 2.3 triệu, xuất lực 120W và 180W với 6 ohm, giải mã 7.1.
có đầy đủ hết giấy tờ phụ kiện điều khiển đi kèm, rất đẹp. Rồi đây là một con Onkyo TXSA578V. Con này thì cũng có đầy đủ giấy tờ đi kèm, xuất lực 100W nhân với 6 ohm, rất đẹp. Có cũng rất là nhiều cái. Con này không quá nặng. Ồ, cũng nặng đấy các bác ơi, hơn chục cân, chắc 13-14 cân, chắc nặng quá. Tiền nó thì con này rất đắt, con này giá hơn 5,5 triệu cơ, 5,3 triệu gì đấy. 5,3 triệu thì chưa kể nó vận chuyển nó mất tầm vài 3 triệu nữa, rất đắt thôi. Bỏ qua. Đây là một Denon AVC 1500, có nhiều bác hỏi em con này. Con này có giá ở đây người ta đang bán là 1,8 triệu. Âm ly nghe nhạc xem phim kia, rất đẹp. Và không quay đằng sau được để coi xem sản xuất ở đâu. Mà cũng đến đâu này thì có thể là sản xuất ở Nhật Bản. Và trên cùng là một con Sony STRVA555ES có giá 1,4 triệu. Con này là âm ly nghe nhạc xem phim 6.1, rất là nặng, 20 cân là cái chắc. Ui giời ơi, hơn nữa, chắc chẳng chắc. Thôi con này thì thôi em thấy nghỉ đi cho mát. Cho nó có 1,3 triệu mà vận chuyển nó mất 20 cân, mất 4 triệu à. Rất nhiều đồ. Tha hồ cho bác xem bên này có mấy con này. Đây toàn cửa hàng này rất nhiều giải mã luôn các bác. Đây này này, trời ơi sao nhiều quá. Đây thì em sẽ quay nốt một con nữa thì em tạm dừng video này để quay các video vào các video khác cho bác xem. Dài quá các bác, nhiều lúc cũng ngán, thật là thế. Em xem dài quá em cũng ngán. Ở đây thì còn con của thằng Onkyo T437 có giá là 2 triệu đồng, sản xuất năm 1983, FMAM. Kiêm con thằng này thì có kiêm giải mã FMAM. Còn rất là đẹp, các phím của nó thì vẫn chưa hề có bị chày, bị xước nhiều lắm. Đấy, các đẹp bảo hành 3 tháng. Chỉ có cái dây nguồn đi kèm thôi, chứ không có các cái phụ kiện gì. Rất đẹp. Thì trên nó còn cái nữa là gì đây? Ampinlockman. Giải mã em có cái AM FM. Đấy. Thì em quay sơ cho bác xem vậy, cái giá nó 1,3 triệu. Thì nó hơi lóa một chút nên là cũng hơi khó quay. Phía dưới là một con Sony ST-S222ESA có giá 1,2 triệu. 1991. Con này rất là đẹp. Bọc túi bóng các thứ. Riêng người ta đang xịt hơi ồn một chút. Đây, vẫn còn rất đẹp các bác. Giá 1,2 triệu. Và con này thì nó cũng không quá nặng đâu. Đó, tầm chắc là tầm 7-8 cân là hết. Nó có thể mua được. Thì đây em sẽ tạm dừng tại mấy con này trước, để tí nữa em sẽ quay tiếp cho bác xem vào cái video khác. Em xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của các bác.